xu hướng thanh toán không dùng tiền mặt của người dân thủ đô đang ngày càng gia tăng. Người dân Hà Nội vô cùng đón nhận, đặc biệt là các bạn trẻ. Thường xuyên sử dụng mặt QR rồi. Bây giờ để thanh toán, nên tôi thấy mình thấy là thuận tiện và nó kiểu nhanh chóng, kiểu khi không có tiền mặt trong mình thì có thể là quét nhanh hơn, có thể là bảo vệ môi trường hơn. Hiện tại thì không những cửa hàng hiện đại ngoài này hoặc là những chợ truyền thống này họ cũng bắt đầu thanh toán QR rồi, thế nên là việc đi chợ và QR cũng còn là khó khăn với mình nữa. Nhà nước với cả chính phủ mà có cái sóng wifi phi giống như ở trên Hồ Gươm ấy thì những người buôn bán nhỏ lẻ như bọn mình ấy thì cái sự chuyển nó sẽ nhanh hơn. Nhiều khi mua thì các bạn ấy chuyển thì lại không có sóng cả không có mạng thì nó lại bị nứt quãng. Hy vọng trong tương lai, mô hình chợ 4.0, tuyến phố thanh toán không tiền mặt sẽ được triển khai mạnh mẽ trên địa bàn Hà Nội.